Em xin chào cô chú anh chị. Thì hôm nay thì em cũng có gọi Ni ra đây để mà trò chuyện với Ni một tí. Dạ thì cô chú anh chị ơi, thì ngày hôm qua thì em cũng buổi chiều ngày hôm qua thì em cũng đã chở Ni đi làm một cái thẻ ngân hàng rồi ạ. Và cũng tải một cái internet của ngân hàng để mà Ni có thể kiểm soát tiền của mình, và Ni đã đổi mật khẩu riêng tư cho mình rồi. Hello em. Dạ em chào anh. Ừ, thì sáng nay mình làm gì em ha? Dạ em sáng em nấu cơm xong em đi qua phụ bếp bên Bắc Hai á, thì em mới làm xong bếp rồi em ra đây uống miếng nước, ra đây nói tâm sự với anh. Thì cái ngày hôm qua thì anh cũng chở em đi vô ngân hàng mình làm cái thẻ rồi đúng không? Dạ Thì cũng như là em mà biết cách mà chuyển tiền rồi đúng không? dạ biết rồi anh. Ừ, thì cái thẻ đó thì tầm khoảng tuần nữa ha, Dạ thì cái người nhân viên nó sẽ gọi mình và ra lấy thẻ. Thì tới đó thì có gì anh mà chở con ra lấy thẻ nha. Dạ cảm ơn anh. Ừ, thì cái số tiền hôm bữa hổm á thì cưng gửi cho anh á, thì anh cũng mà chuyển cho thẻ cưng rồi Dạ đúng không? có rồi anh, có em có nhận được rồi anh. Rồi cưng xác nhận rồi nha. Dạ. Ừ. Mẹ em thấy sao ha? Dạ ba mẹ em mừng vui lắm. Ờ. Dạ hạnh phúc lắm khi em được như vậy, rồi em làm một chút công hiến cho bà con gần đó nữa. Em cũng thấy vui trong lòng. Ni à, Dạ. thì cho anh hỏi 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 thăm thêm tí xíu nha. Dạ. Thì giống như là cái ước mơ của em á, là xưa em thích đi 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 học đàn đúng không? Còn cái ước mơ của anh em là gì em ha? Em không biết nữa. Dạ em chưa biết hả? Dạ. À, bữa nào em hỏi anh em có cái ước mơ của anh em là gì nha. Có gì em hỏi giúp anh nha. Dạ. Ừ. Rồi nay tâm trạng có vui lên chưa? Dạ vui rồi anh, Vui cái cười cái đi. em không có ít mệt nữa rồi. Có một cô ở bên Cà Mau, cô Ừ. gửi thuốc cho em uống. Cô gửi rồi hả? Dạ em có nhận rồi. Nhận được rồi luôn hả? Dạ. À. Dạ, em uống vô là người khỏe hơn hả? Dạ em chưa có nấu, em mới nhận được, chưa có nấu. À mà đó là mình uống thuốc nam hả đi? Dạ thuốc nam. Ừ. Vậy là ngày qua là mẹ em phát gạo nguyên sớm luôn hả? Dạ. Ừ. Thì hồi chiều mẹ nói là mẹ còn thiếu mấy người, mấy hộ dân rồi chưa có. Rồi Ừ. em có gửi chung với tiền số của Mạnh Thường Quân với anh Toàn anh Đức, gửi cho mẹ 10 triệu. Bữa nay em tính gửi cho mẹ thêm 10 triệu để em mua cho đủ. À cũng như là mà Mạnh Thường Quân ủng hộ tiền rồi anh, rồi Toàn với Đức thì ủng hộ người 1 triệu hả? Dạ. Rồi À. em có góp một phần ít ở trong đó để cho mẹ mua. Ừ. Thì nếu đây thì hôm nay thì anh cũng báo em cho một một cái tin vui nha. Dạ cảm Thì ơn anh. cái thẻ thì mình đã làm rồi, thì bây giờ thì cũng có các cô các chú cũng có gửi cho em cũng một số tiền cũng khá lớn á, Dạ cảm để ơn anh. mà giúp cho em giữ đó, để mà có trị bệnh hay là mà sử dụng vào những cái công việc gì nó chính đáng một xíu á. Dạ. Thì anh cũng hy vọng đây là những cái số tiền cũng như là bằng cả tấm lòng của các cô các chú dành cho em. Dạ. Thì bây giờ thì anh sẽ, trước khi mà anh mà trao tiền thì anh sẽ xin phép đọc danh sách của các Dạ. cô chú nghe em. Dạ. Dạ thì em thưa cô chú anh chị, thì bây giờ thì em cũng xin thông báo với cô chú anh chị, thì em sẽ đọc danh sách. Trước khi em đọc danh sách thì mấy ngày nay thì em cũng nhận được nhiều cái giao dịch, có mà người thì có mà tên và không có cái nội dung chuyển khoản chuyển cho ai, và cũng như là có nhận những cái số tiền và không không tên và cũng không có biết là chuyển cho ai. Nên em ghi riêng vào một cột, thì rất mong cô chú anh chị nào mà có gửi tiền rồi á mà chưa có thấy em lên danh sách đó thì có thể tối gọi lại cho em để mà em biết ạ. Em xin cảm ơn. Dạ thì sau đây thì em xin đọc danh sách của các cô chú anh chị Dạ. mà Thường Quân gửi cho em đi ở Sóc Trăng. Dạ thì chị Lily Ngọc ở Úc 1 triệu Dạ. 680 ngàn đồng. Dạ. Chị Lữ Tiền 1 triệu đồng. Dạ. Chị Hoa Âu 1 triệu đồng. Dạ. Chị Thái Kiều một chị Thái Kiều 500 ngàn đồng. Dạ. Chị Evelyn 2 triệu 268 ngàn đồng. Dạ. Chị Thu Cúc 1 triệu đồng. Dạ. Chị Đỗ Thị Ngọc Dung 200 ngàn đồng. Dạ. Chị Phan Thị Mai Loan 300 ngàn đồng. Dạ. Mạnh Thường Quân giấu tên 2 triệu 600 ngàn đồng. Dạ. Anh Trương ở Úc 1 triệu 587 ngàn đồng. Dạ. Chị Vân 500 ngàn đồng. Dạ.
Chị Nguyễn Thị Mộng Linh 500.000 đồng. À, Quách Tiên Mỹ 2 triệu 300.000 đồng. Gia đình của anh mà Thạch Yên gồm có là anh mà Thạch Yên 110 đô Úc. Chị Đào Đào Thị Ni 50 đô Úc. Thạch Ron 50 đô Úc. Ông Sư 50 đô Úc. Thạch Cung 20 đô Úc. Thạch Phương 20 đô Úc. Sinat 30 đô Úc. Bà cụ 20 đô Úc. Chị Châu Phạm ở Mỹ 2 triệu đồng. Anh Tony Nguyễn Túng Nguyễn 2 triệu 260 ngàn đồng. Thì tổng số tiền anh trao cho em là 25 triệu 195 ngàn đồng. Thì anh xin phép là anh trao cho em nè em. Cảm ơn anh. Em cảm ơn đến các cô chú mạnh thường quân. Con trong thời gian này rồi con cũng xin chúc cho cô chú luôn luôn có sức khỏe tốt. Rồi chúc cho cô chú luôn luôn gặp những điều may mắn trong cuộc sống. Con cảm ơn cô chú rất nhiều. Thì em đếm tiền lại giúp anh đi. Thì anh cũng hy vọng là số tiền này là em giữ đó để mà em coi sau này mình có trị bệnh gì trị bệnh nha em. Đếm kỹ nha. Thì đợt rồi thì anh với em cũng sơ sức hết 1 triệu đồng. Thì cũng đã bù vào cái khoản đó rồi cô chú anh chị. Triệu 200 ngàn đồng. Thì cái đó là số lẻ nên anh làm tròn cho em luôn á. Cảm ơn anh. Thì em cầm số tiền này em cảm thấy trong lòng mình như thế nào, cũng như là các mạnh thường quân thương yêu mình như thế nào em? Em cảm ơn các cô chú mạnh thường quân. Em cảm thấy vui và hạnh phúc lắm. Cái số tiền này em sẽ ít, em cũng gửi về quê một ít để cho mẹ mua gạo hoặc là mua gì đó tặng cho bà con. Một lần nữa con xin cảm ơn các cô chú mạnh thường quân đã luôn đồng hành con thời gian qua, cũng như là anh Nghĩa thì thời gian qua con cũng một lần nữa cảm ơn cô chú rất nhiều và chúc cho cô chú luôn luôn có sức khỏe tốt và chúc cho cô chú gặp những điều may mắn trong cuộc sống. Con một lần nữa cảm ơn các cô chú. Thì em cũng cố gắng giữ gìn cái số tiền của mình. Thì mình giúp á, thì đó là tốt, nhưng mà mình giúp tấm lòng được của em. Chứ mà em giúp nhiều quá thì mà em còn phải lo trị bệnh cho em nữa. Cái quan trọng nhất là cô chú muốn là giúp cho em có một cái cuộc sống nó khác hơn. Và cái căn bệnh của em thì nó sẽ cải thiện tốt hơn. Đó là điều mà các cô các chú muốn, và cũng như là với cái tình cảm của em mà em dành cho mẹ em, cho gia đình em. Bên cạnh đó thì em vẫn luôn san sẻ yêu thương cho bà con ở quê những cái phần gạo. Thật sự đó là một cái điều rất là tốt. Nhưng mà cái gì cái thì em cũng phải giữ số tiền của mình để mà mình còn phòng thân mình nữa, mình giúp mình một ít là được rồi em, tấm lòng của em nha. Cảm ơn anh rất nhiều. Một lần nữa em cũng xin cảm ơn anh Nghĩa Ri Quy, thì anh lúc em rất là nhiều luôn, anh tạo cái kênh kết nối yêu thương để cho em, thì anh kêu gọi cô chú mạnh thường quân giúp cho em một lần nữa cảm ơn anh và các cô chú có xem kênh cái clip của anh Trọng Nghĩa TV, thì xin mong cô chú cho một like và theo dõi kênh của anh ấy để theo dõi con mỗi ngày. Con cảm ơn anh, cảm ơn cô chú. Này, khi em cầm số tiền này em anh trao em hai lần rồi. Có khi nào em cảm thấy không biết là hôm nay là em nghĩ có lần lần mà thứ ba nữa không? Em không có nghĩ đến anh. Đây là lần thứ ba em trao cho anh số tiền lớn. Anh trao cho em một số tiền lớn là lần thứ ba. Chứ em nghĩ là cũng chắc cũng hết rồi ha. Thì đó là cái tấm lòng của các cô đó em. Thì em gắng giữ đi để mà mình trị bệnh cho mình. Tại vì cái căn bệnh tim này mình phải uống thuốc thường xuyên để mà nó cải thiện sức khỏe về lâu về dài của mình nữa, chứ không có phải là một ngày một bữa. Nên là cái số tiền này em gắng giữ nha. Cảm ơn anh. Thì nói chung là em thương mẹ thì thương, nhưng mà giống giống như là cái anh cũng không sẵn, hay là anh cũng báo cho em một cái tin luôn.
để mà em an tâm hơn, cũng như là cô Hằng á Dạ. thì nói là sẽ xây nhà cho em, thì chắc chắn là cô Hằng sẽ Dạ. xây nhà cho em nha, Dạ. thì tiền cô Hằng cũng đã chuyển về cho anh rồi. Dạ. Thì khi nào dịch ổn á thì anh với em thì có một chuyến về quê, Dạ. thì em cứ an tâm nha. Dạ. Thì cô Hằng ở bên Mỹ thì cô Hằng đã chuyển tiền về quê về cho anh rồi. Thì hôm bữa thì anh cũng có thông báo cho em biết á, Dạ. để cũng nhờ để cho ba mẹ em vui, để mà xác nhận thêm một lần nữa Dạ. chứ. Thì cô Hằng thì cũng có mà muốn những cái lời đó để cô Hằng gửi đến anh, để mà anh truyền tải đến em, và Dạ. em nói với mẹ em á là cứ an tâm về cái căn nhà của mình. Dạ. Thì một lần nữa con xin cảm ơn cô Hằng ở bên Mỹ. Thì cô luôn là giúp đỡ cho gia đình con, giúp đỡ cho giúp đỡ cho con để chữa bệnh, thì xây cho con một căn nhà rất là yêu thương. Con cảm ơn cô rất nhiều. Con chỉ có cái lời cảm ơn đến cô, và con chúc cô luôn luôn có sức khỏe tốt, và chúc cô gặp những điều may mắn trong cuộc sống, và con Ừ. rất cảm ơn cô ạ. Rồi sáng nay em mà qua bển thì bữa giờ em có gặp cô Lon chưa? Dạ gặp rồi. Không rồi hả? Cô Lon có nói gì em không? Dạ cô Loan, hồi sáng cô Loan có gửi cho em 2 triệu để gửi về quê mua gạo cho bà con cô bác. Ừ. Dạ. Thì Hôm cô nay Lon có có dặn dò em đó không? dạ có cô Nga nữa. Cô Cô Nga ở bên Mỹ gì á. Lon dặn dò cái gì? Cô Loan nói con làm cái gì không được nặng thì con làm từ từ, cô không có kêu con làm nặng đâu. Con làm không được con ngồi mệt. Rồi cái số tiền mà cô gửi cô nói là cô Nga cho con 500, 1 triệu của cô Nga, rồi 2 triệu của cô Loan nữa là để mua gạo cho bà con cô bác gần nhà. Còn cái số tiền này là em mà nếu mà em mà có muốn mà chuyển vào tài khoản của em luôn thì em gửi anh một tí, thì anh sẽ chuyển tiền qua em. Còn mà em muốn giữ tiền mặt thì em mà cứ cứ gắng giữ mà kỹ nha. Ừ. Thì anh thì cũng chỉ mong cho em mà được nhiều sức khỏe và có nhiều cái niềm vui thôi, cũng như là cái mà câu chuyện em đi bộ về quê á, thì anh em mình cũng tình cờ thôi, thì anh cũng xin nhắc lại là tình cờ. Và anh quay cái clip đó thì anh chỉ muốn, lúc đầu á anh chỉ muốn là giúp cho em có một chỗ ở, và sau này hết dịch á thì anh sẽ cho em một số tiền quỹ của các cô chú anh chị gửi đến anh á, để mà cho em về quê thôi. Nhưng mà bằng cái sự hiếu thảo của em, cũng như là trong một cái đoạn clip á, lúc đầu thì anh đang quay em là cái trời nắng chang chang nè, rồi khi anh mới quay khoảng 15 phút sau thì trời đổ mưa. Anh mà cũng nghĩ rằng đó là cái sự mà chân thành từ em, một người con xa quê lên Sài Gòn, chân ướt chân ráo và bị dịch bệnh thì mới làm được 3 ngày thôi. Thì cũng nhờ có ông chủ thương cũng cho ăn ở cũng được 3 tháng trời, nhưng mà ông chủ nhà thì cũng thuê nhà nên là ông chủ cũng gặp khó khăn nên là mới cho tụi em 500 ngàn về quê. Nhưng đó là cả tấm lòng của ông chủ em đó đi. Bây giờ thì em có lời nào muốn nói nữa không đi? Em chỉ có lời cảm ơn đến các cô chú mạnh thường quân và cảm ơn các cô chú rất là nhiều luôn. Cô chú luôn đồng hành với con, luôn tạo cái động lực cho con để con vượt lên chính mình. Thì con một lần nữa con xin cúi đầu cảm ơn các cô chú mạnh thường quân rất nhiều ạ. Rồi anh cũng nhắc nhở em xíu là cái mà bữa anh có tạo cho em một cái tài khoản ngân hàng, có một cái app ngân hàng rồi, thì cái điện thoại của mình đó, những cái mật khẩu riêng của mình đó, mình xài kỹ xíu, và mình cũng đừng đừng có cho ai biết á. Còn mà mai mốt mình có đi mà rút tiền á thì trước khi mình bấm cái mật khẩu mà mình phải che lại, hiểu không, để nhằm khi có người ta mà gian ở ngoài người ta vô ta lắp lắp một cái thiết bị nhìn trộm á, mình dễ bị cắp lắm. Nhưng mà nó cũng chắc chắn lắm, nó cũng không có gì đâu em. Nhưng mà cái gì cái mình cũng phải là kỹ tí để mình cho chắc ăn hơn. Thì thôi thì bây giờ thì cũng em sáng giờ là em cũng làm bên nhà cô Loan hả, là em vô vô cơm vô hộp á hả? Ừ. Thì chắc là bây giờ em vô nhà nghỉ ngơi đi nha. Dạ thì em xin phép là khép lại video tại đây. Em xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã luôn theo dõi kênh YouTube của Nghĩa Trọng TV. Em chúc tất cả cô chú anh chị được nhiều sức khỏe, cũng như là cảm ơn các cô chú đã luôn đồng hành cùng vợ chồng chú Hai Phước, bác Ba Chầu, cũng như là đã luôn giúp đỡ cho em đi vượt qua cái khó khăn này. Mặc dù dịch bệnh nhưng mà
các mạnh thường quân vẫn tích góp tiền của mình để mà san sẻ yêu thương. Em thật sự rất là trân quý những cái tình cảm của các cô chú anh chị ạ. Dạ thì cái video này em xin phép là khép lại video tại đây. Em chúc các cô chú anh chị được nhiều sức khỏe ạ.